Tiểu sử diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Quay ngược thời gian cách đây hơn 10 năm, cô gái có cái tên khá đặc biệt Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu được khán giả nhớ đến sau thành công của bộ phim Cánh đồng bất tận năm 2010. Từng khá chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz, Lan Ngọc hiện là một sao nữ đình đám khi liên tục ghi tên mình trong hàng loạt các siêu phẩm từ truyền hình, điện ảnh đến các game show nổi tiếng. Với ngoại hình xinh đẹp, năng lượng tích cực và nụ cười tỏ nắng, không quá khó để cô trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng được yêu thích nhất màn ảnh Việt hiện nay. Cô là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân và là cựu sinh viên trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Lan Ngọc tên khai sinh là Ninh Dương Lan Ngọc, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1990. Quê gốc ở Nam Định, nhưng cô được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình gồm có bố mẹ và ba anh chị em. Bố làm công an, mẹ làm nội trợ, bán hàng. Lan Ngọc là con gái thứ hai, trên cô có một chị gái và dưới là một em trai. Lan Ngọc từng chia sẻ, cô có một tuổi thơ cơ cực, gia đình khó khăn, ba làm nhà nước, mẹ bán nước, trái cây ở chợ Bến Thành. Đó là khoảng thời gian cả gia đình lên thành phố để lập nghiệp. Thật ra ba tôi làm công chức nhà nước, làm công an thì chỉ có nhiêu đó tiền thôi, đem về đưa cho mẹ. Mẹ tôi cầm số tiền đó mở quán. Hồi xưa nhà nghèo lắm, khi sinh tôi ra, nhà nước cho bốc thăm được miếng đất ngay mặt tiền luôn, là cái nhà bây giờ. Hồi xưa làm gì có tiền, mẹ tôi lúc đầu lên Sài Gòn thì chỉ bán cóc, ổi, mía ghim ở chợ Bến Thành thôi. Ba thì đi làm trong nhà nước, tiền đâu ra mà có. Sinh ra trong gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng Lan Ngọc đã sớm bộc lộ tài năng diễn xuất vượt trội của mình. Khi đủ quyết tâm, cô đã lựa chọn nghệ thuật thay vì theo nghề của bố. Vì thế, sau khi tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, cô trở thành sinh viên trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn lại quãng thời gian khó khăn đó, Lan Ngọc luôn muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ và bản thân cô đã luôn nỗ lực, cố gắng để phấn đấu, vươn lên để gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Lan Ngọc từ tay trắng vươn lên thành ngọc nữ màn ảnh, phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực. Vào những năm 2008 và 2009, khi vẫn còn là sinh viên, cô tham gia một số phim quảng cáo, video ca nhạc cho một số ca sĩ, tuy nhiên chưa thật sự có tên tuổi. Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng vào vai phụ trong một số phim truyền hình như Gia đình phép thuật, Người đẹp Bình Dương. Khi đang theo học tại trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, cô từng liều lĩnh đi casting nhiều dự án phim lớn và lọt vào mắt xanh đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khi anh đang tìm kiếm diễn viên cho phim Cánh đồng bất tận. Khi đó, may mắn cô được chọn để đảm nhận vào vai một cô gái có thân phận xót xa, tên Nương. Ninh Dương Lan Ngọc gây bất ngờ với giới chuyên môn bởi cách diễn xuất mộc mạc, nhiều cảm xúc. Một bước lên thành sao, vai diễn cũng giúp nữ nghệ sĩ chín ít nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Sự thành công của Cánh đồng bất tận năm 2010 đã giúp Lan Ngọc trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn gửi vàng trên cả ngách truyền hình và điện ảnh. Hầu hết những nhân vật cô thủ vai đều có thân phận khắc khổ, tính cách hiền lành. Đến cuối năm 2013, Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai nữ chính trong bộ phim chiếu rạp Tèo Em. Là một bộ phim hài hước tâm lý Việt Nam của đạo diễn Việt Kiều Charlie Nguyễn, khởi chiếu vào ngày 20 tháng 12 năm 2013. Phim có sự tham gia của Johnny Chí Nguyễn, Thái Hòa, Ninh Dương Lan Ngọc và Jay A Trương Nhi. Đây chính là một bộ phim Việt Nam cũng đã đạt được doanh thu khủng và được rất nhiều khán giả yêu thích. Ở tuổi 23, Lan Ngọc bắt đầu xây dựng hình ảnh mới cho mình với vai Minh Minh trong phim Tèo Em, là một thử nghiệm hình tượng quý cô đài các quyến rũ. Đến năm 2015, Lan Ngọc thủ vai cô Thơm, người bán vé số trong bộ phim Trúng số. Là một bộ phim hài Việt Nam của đạo diễn Dustin Nguyễn. Phim đại diện cho Việt Nam ở hạng mục giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất tại giải Oscar lần thứ 88. Sau đó, khán giả được gặp lại Lan Ngọc ở trong phim Vừa đi vừa khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngay sau đó, cô tham gia vào các dự án phim như Nguyệt Thực, phim điện ảnh, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể,
diễn cùng với Ngô Thanh Vân. Đây chính là một bộ phim bởi công ty sản xuất của Ngô Thanh Vân thực hiện, cũng là một bộ phim Việt Nam ăn khách nhất năm 2016. Đến tháng 8 năm 2016, ra đời bộ phim điện ảnh chiếu rạp Găng Tay Đỏ, Ninh Dương Lan Ngọc đã thủ vai chính, cũng đã được công chiếu trên tất cả những rạp chiếu phim ở Việt Nam. Trong phim, Lan Ngọc vào vai một nữ sát thủ cá tính và giỏi võ. Đây là một hình tượng nhân vật mới mà Lan Ngọc cũng chưa thử sức trong bất cứ bộ phim nào. Chính vì vậy vai diễn đã nhận được sự mong chờ và ủng hộ lớn từ khán giả. Đến năm 2019, Lan Ngọc tham gia phim Cua Lại Vợ Bầu. Là một bộ phim tình cảm hài hước Việt Nam do Nhất Trung làm đạo diễn và viết kịch bản, ra mắt vào ngày 25 tháng 1 năm 2019. Phim đạt thành công lớn về mặt doanh thu và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Đến năm 2020, Lan Ngọc tiếp tục tham gia vào phim Gái Già Lắm Chiêu 3. Gần đây nhất là sự kết hợp gây chú ý giữa Lan Ngọc với diễn viên trẻ Cai Ti Nguyễn trong dự án phim Cô Gái Từ Quá Khứ với tạo hình khác lạ và vô cùng ấn tượng. Là một bộ phim điện ảnh tâm lý drama của Việt Nam do Bảo Nhân và Nam Sito làm đạo diễn, viết kịch bản. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên như Ninh Dương Lan Ngọc, Cai Ti Nguyễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Không chỉ diễn xuất, Lan Ngọc còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Nổi bật nhất trong số đó là ngôi vị quán quân trong Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015. Cô còn là thành viên chính trong hai chương trình truyền hình Bảy Nụ Cười Xuân. Ít người biết được rằng, sự thành công hôm nay là cả quá trình mà Lan Ngọc phấn đấu miệt mài trong nhiều năm, với hai bàn tay trắng đi lên và thậm chí còn nợ nần, thiếu thốn trong thời gian đầu lập nghiệp. Với ngoại hình xinh đẹp, làm việc cần cù và không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, Lan Ngọc dần khẳng định được tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tính đến nay, cô diễn viên trẻ đã cầm trong tay 11 giải thưởng cùng hàng loạt đề cử. Nổi bật, khi cô là diễn viên duy nhất giành 2 lần giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng qua 2 bộ phim Cánh Đồng Bất Tận và bộ phim Trúng Số. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá sớm từ năm 17 tuổi, cho đến nay Ninh Dương Lan Ngọc đã thật sự tỏa sáng và đạt được nhiều thành công rực rỡ trên màn ảnh Việt. Lan Ngọc cũng được nhiều khán giả và nhiều kênh truyền thông ca ngợi, gọi là Ngọc Nữ màn ảnh. Tuy nhiên, Lan Ngọc từng tiết lộ cô thấy ngại khi được mọi người gọi với danh xưng Ngọc Nữ bởi không đủ chuẩn đàm thắm. Cụ thể, cô chia sẻ, người ta cứ nhớ tôi như một Ngọc Nữ. Nhưng không, tôi không chuẩn mực đến nền nã như vậy. Khi nhìn vào gương, tôi thấy mình máu lửa, đầy năng lượng và khác biệt hơn rất nhiều hình tượng mong manh mà mọi người thường thấy. Hiện tại ở tuổi 34, ngoài sự nghiệp, Lan Ngọc còn được khen ngợi về vẻ đẹp ngày càng hoàn hảo và gu thời trang tinh tế. Cô đã chọn cho mình những trang phục cắt out táo bạo, tôn lên vòng eo 54cm, thể hiện phong cách quyến rũ và tự tin. Vóc dáng đẹp cũng góp phần tạo nên phong cách độc đáo của cô. Bạn đang xem video tại kênh Thế Giới Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký để cập nhật video mới nhất nhé!